Chào mừng bạn đến với kênh CDH Studio, mình là Toàn đây. Ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn những cái thủ thuật về kiếm tiền trên YouTube và làm video trên YouTube. Thì ở chủ đề lần này mình sẽ nói rõ hơn về cái cách sell video lên YouTube. Đây là những cái cách mình chưa từng hướng dẫn bạn trong các video trước, trong những cái video về hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube. Thì đây là những cái yếu tố quyết định cái thứ hạng video của bạn khi bạn làm SEO video trên YouTube ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu luôn nha bạn. Thì ở trên kênh của mình có rất là nhiều video đang nằm thứ hạng cao trên YouTube. Ví dụ như mình, trước khi mình trình bày, mình sẽ giới thiệu qua một số cái video đó và mình sẽ cho bạn thấy được mình cách mình đặt chủ đề nội dung như thế nào và từ khóa chọn như thế nào cho nó hợp lý để dễ dàng lên top YouTube nha. Đây, với cái từ khóa là sell website, đây là một cái từ khóa khá cạnh tranh. Nè, khi chúng ta search thì cái video của kênh của mình nè đang nằm ở vị trí thứ hai. Cái này, video này mình làm cách đây khá lâu rồi, năm trước rồi, nhưng mà nó nằm vị trí rất là tốt đó. Sell website lên top nè. Đây, đây là cái video đó nè bạn. Thì bạn thấy nè, thì để làm SEO những cái video trên YouTube tốt hơn thì bạn nên cài cái add-on này nha, VIDIQ. Cái này rất là dễ, bạn chỉ cần lên Google bằng search cái add-on VIDIQ cho Google Chrome là nó sẽ ra. Bạn cài vô thì bạn sẽ thấy được như thế này. Với mỗi cái video khi bạn đăng lên á, nếu như video của bạn làm tốt thì nó sẽ đánh dấu những cái thứ hạng của cái từ khóa mà bạn đặt trong cái thẻ tắt á, nó sẽ hiển thị thứ hạng ở trên này luôn, trong cái phần mô tả thẻ tắt. Thì mình thấy cái video này rất là nhiều từ khóa mình đang nằm ở vị trí cao trên YouTube. Bạn để ý nha, những cái thẻ tắt nào mà nó để cái 47.2 hay là cái gì, cái này là cái mật độ người ta tìm kiếm hàng tháng. Nếu như cái từ khóa nào nó có cái thông số này càng lớn thì cái sự thành công của cái video đó càng cao, tức là người ta nhiều người tìm cái video đó trong một tháng. Còn nếu như không có thông số này thì số lượt tìm kiếm sẽ ít hơn. Bạn nên chọn những cái từ khóa nào nó có cái mật độ này nó cao cao một tí. Như mình thấy nè, nhiều từ khóa mình đang nằm vị trí 1 trên YouTube luôn. Cách sell website lên top Google, sell website lên top. Để kiểm tra thứ hạng một cách chính xác á, bạn phải vào trình duyệt Google Chrome hoặc trình duyệt khác mà vào ứng danh á. Với trình duyệt Chrome mà hãy nhấn Ctrl Shift N, bạn vô YouTube, bạn sẽ tìm lại cái từ khóa mà mình đã lập thẻ tag nè, thì nó sẽ ra kết quả chính xác hơn, nó không có bị lưu cái kết của trình duyệt các bạn. Mình thử nha, cách sell website lên top Google. Thì với cách tìm này thì chắc chắn nó sẽ ra kết quả chính xác thứ hạng video của bạn này. Bạn thấy nè, mình đang search bằng trình duyệt ẩn danh nè, và cái thứ hạng cái video đó nằm trên cùng luôn, thì đúng với lại cái thông số của VIDIQ nó thống kê ở đây. Thì đó là một cái cách giúp các bạn có thể hình dung được cái video nào bạn làm nó thứ hạng nó như thế nào đối với từng thẻ, từng cái từ khóa ha. Rồi, rồi đó là một cái video. Tiếp theo mình sẽ nói nhanh qua để cho mình phân tích cho bạn kỹ hơn vào cái phần sau này. Với cái từ khóa kiếm tiền online thì video của mình cũng nằm ở vị trí khá cao. Đây, video đó nè, thì bạn thấy nè, ở đây nó cũng có, bạn thấy mình đặt những cái từ khóa lúc nào cái từ khóa chính nó cũng có số lượt tìm kiếm nhiều nè. Hạng thứ tư, hạng thứ 12, kiếm tiền online cho dân văn phòng hạng thứ 3. Thử nha, kiếm tiền online cho dân văn phòng nè. Nè bạn thấy không, nó đúng là đang ở vị trí thứ 3, đúng với lại cái thống kê ở đây, không hề sai, rất là hay. Rồi, đó là cái công cụ nhỏ để bạn có thể kiểm tra được thứ hạng từ khóa của từng cái thẻ tắt mà bạn đặt trong cái video ha. Và có một cái video nữa
À, có một cái từ khóa nữa đó là cách làm hồ cá mini đẹp, thì cái kênh của mình cũng có khá là nhiều video về chủ đề này, đang nằm nhiều vị trí cao đây nè. À, có một cái video đó 100.000 được xem luôn. Cái video này mình làm khá là lâu rồi, mặc dù ở đây nó không có thống kê được, bởi vì cái video này mình làm lâu rồi, những cái từ khóa này mình đặt không có đúng chuẩn như là lúc mới, nhưng mà bởi vì cái tiêu đề này mình đặt nó chứa nhiều từ khóa, do đó nó sẽ cũng tự động lên luôn. Nếu như đúng cách làm đúng đó, thì mình phải thêm một cái từ khóa là cách làm hồ cá mini đẹp. Đây là cái từ khóa chính nè, mình nhớ là mình chưa có để cái từ khóa đó vô, thì bây giờ mình sẽ để cái từ khóa đó vô. Hoặc là bạn để ý nha, với cái viết IQ này nè, sau khi chúng ta đặt những cái từ khóa xong đó, thì ở bên dưới nó có yêu cầu chúng ta thêm những cái từ khóa này. Đây là những cái từ khóa rất là phổ biến cho cái video của chúng ta, cho cái chủ đề mà video của bạn đang làm SEO á, bạn nên chọn những cái này để nó tự động nó ép vô cái thẻ tắt này luôn. Rồi, bây giờ mình save lại để mình có cái từ khóa chính trong cái thẻ tắt này. Thì đó là ba cái video mẫu mình đã đạt thứ hạng cao trên YouTube. Và bây giờ mình sẽ nói bạn cách chọn từ khóa như thế nào và những yếu tố nào giúp cho video lên top YouTube một cách nhanh chóng nha. Đây là năm cái yếu tố mình thấy rất là quan trọng để quyết định thứ hạng video của bạn trên YouTube. Đầu tiên, thứ nhất là độ trust kênh. Tức là nếu như một cái kênh của bạn mới tạo mà bạn đăng cái video lên, mặc dù bạn để là đâu rồi, ví dụ như cái video của bạn đăng lên ha, bạn cũng đặt thẻ tắt y như mình, đặt mô tả y như mình, tiêu đề cũng gần giống như mình, chắc chắn là cái video của bạn này sẽ không bao giờ xuất hiện trên top 10 YouTube, bởi vì cái kênh của bạn á là kênh mới sẽ rất khó được YouTube xếp hạng video lên top. Cái này là một điều rất là quan trọng, nhiều bạn không biết cái này. Đây là mình cũng chưa từng nói trong các video trước, tại vì mình đã trải nghiệm qua cái này rồi nên mình mới nói cho bạn biết ha. Lúc trước mình có một cái kênh khác, mình cũng làm nội dung giống như một cái kênh lớn, thẻ tắt, từ khóa, mô tả y như họ, nhưng video mình không bao giờ lên được top mình, cho dù mình làm tốt cỡ nào. Đến một thời điểm thì mình đăng rất là nhiều video và không có cái video nào lên top hết. Và đến một cái thời điểm mình có một cái video ăn theo xu hướng và nó được hơn 90.000 xem và nó kéo cái kênh nó lên, rất là nhiều người subscribe kênh và nhiều người xem cái video đó, do đó cái độ trust của kênh nó tự động nó tăng lên. Và những cái video sau á, mình cũng thử thử nghiệm mình làm một cái video khác lấy ý tưởng từ những cái kênh lớn và mình thấy là nó đã được lên top 10 YouTube. Đây nè, để mình demo cho bạn thấy luôn. Để mình nhớ coi. Mình không nhớ rõ lắm. Đường Hoa Nguyễn Huệ 2018. Mình không nhớ rõ là mình nội dung của mình làm để mình đây nè, ví dụ như hồi Tết mình có làm một cái video về cái này, nhưng mà những cái kênh lớn như thế này thì mình cũng làm cho họ nhưng mà mình không có lên nổi. Nhưng mà do cái kênh của mình đã xây dựng và có một cái video ăn theo xu hướng, ăn đề xuất á, và nó kéo kênh lên khi mình làm cái từ khóa này, thì cái video của mình đây, để mình tìm nha. Đây nè, trực tiếp đường Hoa Nguyễn Huệ Tết 2018 nè, thì nó cũng lên theo nè. Chứ lúc trước mình mà làm những cái từ khóa liên quan tới những cái kênh lớn khác thì nó sẽ không kéo lên.
Nhưng mà do cái kênh của mình nó đã có độ trễ rồi á, thì YouTube nó cũng kéo cái này lên, mặc dù nó không có nằm thứ hạng cao nhưng mà nó cũng có xuất hiện ở trên trang tìm kiếm này, ở những cái trang đầu. Thì đó là cái kết quả khi chúng ta có một cái độ trễ của kênh. Rồi tiếp theo là cách đặt title description, cái này khá quan trọng. Mình sẽ nói nhanh qua cái này cũng cũng cơ bản thôi. Tiêu đề phải chứa từ khóa, mô tả phải chứa từ khóa chính nha bạn. Từ khóa chính là từ khóa gì, là từ khóa này nè, từ khóa có nhiều người tìm nè, SEO website đến tới Google. Đây là từ khóa chính. Đây là từ khóa chính. Bắt buộc hai cái đó phải có. Cách đặt thẻ tag. Thẻ tag thì bạn hãy dùng công cụ này nha. Cây quạt tool.io nhập cho mình từ khóa chính lên. Cách SEO website lên top. Thì ở đây nó sẽ ra cho bạn tất cả những cái từ khóa liên quan đến cái chủ đề này. Thì công việc đơn giản, bạn chỉ chọn hết, bạn add vô cái thẻ tắt thôi. Thì đây nó bao gồm từ khóa chính và những cái từ khóa phụ nhiều người tìm. Công việc của bạn chỉ cần copy và đưa vào đây là xong. Rồi tiếp theo bạn hãy click những cái từ khóa mà nó yêu cầu bạn thêm vô á, thì bạn click vô để cho nó add vô thêm. Rồi bạn lưu lại là xong. Rồi cái thứ tư là số lượt tương tác, tức là cái video của bạn nếu như có nhiều người like comment thì YouTube nó rất là đánh giá cao và nó sẽ đưa cái video nó lên top rất là nhanh. Ví dụ như video bạn đăng lên mà trong một thời gian ngắn có rất là nhiều người tương tác thì chắc chắn là cái video của bạn nó sẽ được đánh giá cao và nó được lên top rất là nhanh. Và đặc biệt cái người tương tác á, là những cái kênh lớn, tức là ví dụ như bạn bạn đăng cái video đó lên và bạn vô những cái kênh lớn bạn để lại comment như thế nào đó, mà may mắn những cái kênh lớn đó họ reply lại cái comment của bạn, hoặc là họ vào lại cái kênh của bạn, họ xem video, họ nhấn like hoặc là họ comment lại, thì cái khả năng cái video của bạn lên top rất là nhanh. Thì đây là cái cách mình đã trải nghiệm và chia sẻ cho bạn trong cái video này luôn. Rồi cái thứ năm là cách chọn từ khóa thì mình có nói qua rồi đó. Thì phải chọn từ khóa chính và từ khóa phụ và kết hợp với những cái chương trình viết AQ nó yêu cầu ở dưới đây, là bạn sẽ có được những cái phần cơ bản nhất để có một cái video được lên top YouTube nhanh nhất. Rồi trên đây những cái hướng dẫn này là cơ bản thôi, nhưng mà nếu như bạn thật sự đang muốn kiếm tiền trên YouTube thì mình tin rằng đây là những kiến thức bạn cần phải biết. Ở video những cái video trước mình chưa nói đâu, nhưng mà video này thì qua trải nghiệm thì mình có những kiến thức mới thì mình sẽ chia sẻ cho bạn trong cái video này đó. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi video hướng dẫn từ đầu đến giờ của mình. Nếu như bạn thích video này hãy like cũng như chia sẻ video này ra giúp mình nha. Và đặc biệt đừng quên click đăng ký kênh CD2 Studio bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh ở ở bên dưới video nha. Rồi chúc bạn thành công và kiếm được thật là nhiều tiền trên YouTube. Xin chào, bye bye.